tuần mới 12 trên 6, 18 trên 6, 3 tuổi sớm giàu có trở thành đại gia, tay cầm tiền tỷ kết chất đầy vàng tuổi thìn. Vận trình tài lộc của người tuổi thìn có nhiều khởi sắc trong tuần này, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực. Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng. Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì mình đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy cho bản thân những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai. Trong tuần, đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình. Tuần mới 12 trên 6, 18 trên 6 trên 2023 chia 3 tuổi nhận lộc trời cho, 2 tuổi đụng đâu cũng hỏng gặp thời trùng mánh ba tuổi này vét sạch lộc trời giàu lên chóng mặt trong ba năm tới hết hôm nay là hết khổ ba con giáp tiền tài dư giả sự nghiệp lên hương tình duyên đỏ thắm tuổi thìn vận trình tài lộc của người tuổi thìn có nhiều khởi sắc trong tuần này cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng rõ rệt đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực bản mệnh có được những vận may kiếm tiền người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái người kinh doanh thì buôn bán phát tài Hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng. Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì mình đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy cho bản thân những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai. Trong tuần, đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình. Download 11. Tuổi ngọ. Người tuổi ngọ chính là con giáp trời sinh số sướng khi phúc lớn mệnh lớn. Trong 7 ngày tới, con giáp này còn sướng hơn bội phần cuộc sống cực kỳ dư giả. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi ngọ. Bên cạnh đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Người tuổi ngọ cũng đạt được công danh trong sự nghiệp. Ngoài ra, bạn còn có thêm quý nhân phù trợ nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi nằm trong tầm tay của mình. Vận trình tình cảm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tình cảm chín mùi chính là thời điểm thích hợp để cả hai về ra mắt hai bên gia đình. Với những người đã kết hôn, bạn đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên người ấy. Tuổi dần, dần thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Con giáp này cũng là con giáp trí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bước sang tuần mới này, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của dần đều suôn sẻ. Trong tuần mới này, thông qua những cơ hội mà bạn bè giới thiệu, con giáp có thể thăng quan phát tài, Mở rộng con đường sự nghiệp phía trước. Vận tình duyên của dần trong thời gian này khá suôn sẻ, con giáp còn độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, đi đến được cái kết đẹp trong tương lai. Còn đối với người đã có gia đình, gia đạo xuôi thuận của con giáp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.